rất nhiều chủ hồ coi đã bó tay với hiện tượng nước xanh lè. Sau một thời gian nuôi cá coi, rất nhiều chủ hồ gặp phải tình trạng nước trong hồ cá đổi thành màu xanh, mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Khi đó nhiều người chưa có kinh nghiệm thường khắc phục tình trạng này bằng cách vớt cá ra ngoài, hút hết nước, trà sạch rong rêu và thay vào một hồ nước mới cho cá. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, tình trạng rong rêu làm xanh hồ cá lại tiếp tục xảy ra. Thậm chí nhiều chủ hồ còn thờ ơ, chủ quan, cho rằng tình trạng xanh hồ sẽ không ảnh hưởng đến cá. Trên thực tế, khi tảo, rong rêu trong hồ xuất hiện càng nhiều sẽ càng làm giảm đi lượng oxy cần thiết để cung cấp cho cá, có thể dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt. Để khắc phục vĩnh viễn hiện tượng này, bạn phải bắt đầu khắc phục từ gốc, cụ thể là hai vấn đề sau. 1. Hệ thống lọc chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Nếu hồ của bạn có hệ thống lọc không đảm bảo, các vi khuẩn có hại, thành phần hóa học, chất thải sẽ có cơ hội quay lại hồ và tạo điều kiện cho tảo và các loại rong rêu sinh sôi, phát triển. Hồ cá có mặt nước trong tinh khiết của bạn sẽ nhanh chóng biến thành màu xanh nếu không được cải thiện hệ thống lọc sớm. 2. Ánh sáng. Hầu hết các hồ cá coi đều được đặt ở vị trí ngoài trời để có thể đáp ứng tốt hơn về tính nghệ thuật, diện tích, số lượng cá có thể nuôi. Lúc này, hồ cá sẽ nhận được một lượng ánh sáng lớn giúp cho cá có thể tránh được các loại bệnh. Ngoài ra, hồ cá giảm được các vi sinh vật có hại. Tuy nhiên đây cũng chính là điều kiện tốt để đẩy nhanh quá trình cho các loại tảo, rong rêu phát triển. Dựa vào hai nguyên nhân chính như trên, bạn có thể phòng tránh và khắc phục tình trạng rêu tảo trong hồ bằng cách nâng cấp hệ thống lọc, sử dụng một bộ lọc nước đảm bảo sẽ là yếu tố tiên quyết giúp hồ cá coi của bạn luôn đảm bảo tính thẩm mỹ và phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh đó, bạn cũng nên trang bị thêm đèn chiếu tia UV. Đèn này có tác dụng rất lớn trong việc tiêu diệt các vi sinh vật gây hại, ngăn chặn sự phát triển của tảo và rong rêu nguyên nhân chính khiến nước hồ bị xanh. Ngoài ra, việc vệ sinh hồ cá định kỳ theo hướng dẫn của chuyên gia cũng là một phần không thể thiếu để hạn chế sự xuất hiện của rêu tảo. Để biết cách chăm sóc hồ cá coi tốt nhất, mời bạn đăng ký và theo dõi các video khác trên kênh hoặc liên hệ trực tiếp với cây Plus qua số điện thoại 0972688812 để được tư vấn miễn phí nhé.